Chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách mà mình nướng bánh bông lan của mình đó các bạn. Cái bánh này mình mới nướng này các bạn, nhìn ngon chưa, vàng ngon chưa. Mình chia sẻ cách nướng làm sao để tránh cái trường hợp mà nó bị xẹp hoặc là thắt eo hay là bị nứt nẻ đó các bạn. Ok, bây giờ mình bắt đầu vô mình làm nha. Để làm thì mình chuẩn bị các bạn là ở đây mình có bột bột mì nha. Bột mì đa dụng số 8 hiệu Vĩnh Thuận các bạn. Mình cần ở đây là mình cần 55, mình cần 55 gram bột mì nha. Rồi ở đây thì mình có đây là bột bắp, mình cần là 35 gram bột bắp. Bột bắp chủ yếu cho nó xốp hơn, cho nó bông ngon tốt hơn nha các bạn. Đó, thì mình cần 35 gram. Bây giờ sữa tươi mình cần là 40 gram sữa tươi không đường nha các bạn. Đó, mình cần 40 gram. Ở đây muối thì mình cần là 1/4 muỗng cà phê muối nha các bạn, cho nó ngọt đậm đà hơn á. Ở đây nước cốt chanh thì mình cần nửa muỗng cà phê nha, cho nó nở tốt hơn các bạn. Rồi đường ở đây mình có là 30 gram đường, do mình không ăn ngọt á cho nên mình dùng có 30 gram thôi. Còn các bạn muốn ngọt vừa vừa thì dùng 55, hoặc là các bạn muốn ngọt hơn á thì các bạn dùng ít nhất gì cũng phải 65 nha. Do mình không ăn ngọt cho nên mình dùng 30 thôi. Đây là dầu ăn. Mình cần là mình cần 30 gram dầu ăn, loại nào cũng được nha các bạn. Ở đây là mình có ba cái trứng gà nha. Rồi khung nướng của mình thì mình sẽ dùng cái khung này, cái khung tròn, chiều ngang của mình là 6 inch, chiều sâu của mình là 3 inch nha các bạn. Mình sẽ dùng cái gân này, mình đổ cỡ tới đây thôi, nhưng mà nó nở lên thêm được chút nữa nha. Mình dùng cái khung này. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô mình làm nha các bạn. Ok, bây giờ mình đã đập ba cái trứng mình vô cái thố này rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tách cái trồng đỏ với trồng trắng riêng nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái trồng đỏ ra, mình bỏ qua nó qua một bên. Mình sẽ lấy cái lấy từng cái một, mình bỏ qua một bên. Đây là được một cái nè. Rồi, mình sẽ lấy xong luôn nha các bạn. Ok, bây giờ mình bỏ trồng trắng qua một bên. Giờ mình sẽ đánh trồng đỏ trước nha các bạn. Lấy cái đánh trứng này mình đánh cho nó bể ra nha các bạn. Đó, nó bể đều ra. Bây giờ mình cho hết dầu ăn của mình vô nha. Mình bỏ 30 gram dầu ăn của mình vô luôn. Rồi mình đánh cho nó hòa đều nha các bạn. Mình khao cái hòa đều thì mình cho hết sữa của mình vô luôn nha. Mình cho 40 gram sữa tươi không đường của mình vô luôn. Rồi mình cũng đánh cho nó đều. Rồi mình sẽ bỏ bột bắp của mình vô. Mình bỏ 35 gram bột bắp của mình vô. Bột bắp thì các bạn quậy nó bao lâu cũng không sao, nhưng mà bột mì các bạn quậy lâu quá nó sẽ bị dai á. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái rây á, mình rây nó vô cho nó nhuyễn ra, mình quậy nó sẽ nhanh hơn á các bạn. Mình sẽ đánh cho nó, làm như vậy thì nó dễ làm cho nó hòa đều với cái trứng hơn á. Bây giờ mình cũng quậy cho nó đều nha. Sau khi nó đều rồi bắt đầu mình cho cái bột mì của mình vô nha các bạn. Đây là 55 gram bột mì của mình á. Bột mì đa dụng thì mình sẽ lấy cái rây á, mình bỏ nó vô để mình rây nó qua nó dễ hơn, nó nhuyễn hơn á, và khi mình quậy nó dễ hơn. Đó, giờ mình cũng quậy cho nó đều với cái trồng đỏ của mình nha các bạn. Bây giờ mình lấy cái này bỏ bên, mình lấy cái đầu quậy này nè, mình vớt nó cho nó đều hơn. Các bạn thấy không? Mình cho nó chảy cỡ này được rồi nha. Đó, nó không quá khô cũng không quá lỏng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái này qua một bên, mình sẽ làm cái trồng trắng. Ok, mình bỏ muối của mình vô luôn nha các bạn. Bỏ 1/4 muỗng muối mình vô. Khi mình đánh á mình nhớ giữ cái que của mình cho nó sạch, đừng có dầu mỡ nha các bạn, đừng có nước. Rồi bây giờ mình đánh cho nó bông chút xíu rồi mình sẽ cho nước cốt chanh vô nha. Đó, mình cho hết nước nửa muỗng cà phê nước cốt chanh của mình vô ha. Cốt chanh chủ yếu cho nó bông tốt hơn các bạn, và cho nó đừng có tanh nữa. Rồi sau đó mình sẽ đánh cho nó nhuyễn một chút á. Mình đánh nó nhuyễn chút rồi bắt đầu mình cho đường nó cỡ này nè các bạn, cho nó cái bọt của nó mịn chút á. Rồi bắt đầu mình sẽ cho đường vô từ từ cho hơi đến hết thôi nha. Đó, mình cứ đánh tới đâu mình cho đường tới đó. Cho 30 gram đường của mình luôn. Rồi mình đánh cho hết luôn. Mình dở lên cái chóp nó cỡ vậy nè các bạn. Các bạn thấy cái chóp của cái đầu nó cỡ vậy nè, nó không quá cứng cũng không có quá mềm nha. Nó có sủ sủ xuống chút các bạn là vậy được. Cứng quá cũng không được mà mềm quá cũng không được. Cỡ này là được rồi nè các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ dít cái trồng trắng của mình vô cái bên phần trồng đỏ của mình nha các bạn. Mình sẽ chia ra 3 lần nha. Mình dít 3 lần rồi mình sẽ trộn nó lên nha.
lấy cái cây trộn trứng nó sẽ nhanh hơn đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ trộn nó lên cho nó đều ha. Khi nó đều rồi á các bạn thì mình sẽ múc thêm một phần nữa mình bỏ vô nha. Đó, nó đã đều rồi. Đó, các bạn thấy nó là một màu á. Bây giờ mình sẽ dít thêm một phần nữa mình bỏ vô. À, cái cây đánh trứng này á mình quậy nó sẽ nhanh hơn á các bạn. Bạn thấy mình làm cứ từ từ mà mình làm nha các bạn. Mình không cần phải gấp gáp đâu. Đó, rồi nó đều rồi mình sẽ múc hết cái phần còn lại vô nha. Cho nó vô hết luôn. Rồi mình lấy cái đầu múc này nè, mình sẽ quậy nó nha các bạn. Đó, mình cứ đẩy nó, cứ quậy nó từ dưới các bạn. Mình múc từ dưới múc lên á. Đó, khi nào nó hòa đều rồi thôi. Đó, các bạn thấy nó đều màu trắng với màu vàng á, nó không có còn màu trắng hay màu vàng riêng mà nó là hợp một màu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ nó vô cái khung nha. Cái khung thì mình lót giấy rồi nha các bạn. Mình trát dầu lót giấy rồi còn dễ lấy bánh ra đó. Bây giờ mình sẽ dỡ cái thố này lên cao, mình đổ nó xuống các bạn cho nó đừng có bọt á. Đó, mình đổ lên trên thì nó hạn chế cái bọt bự nha. Đó, bây giờ mình sẽ đổ nó xuống nha, đổ vô cái khung bánh của mình. Sẽ lấy đầu mình vét nó xuống, vét cho nó xuống hết nha. À, xuống hết rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái cây này các bạn, cây que này nè, mình sẽ tự trong á, mình đặt nó tự trong cái mình xây nó vòng vòng ra ngoài nha, cho nó có cái bọt bự á, nó sẽ bể nha các bạn. À, mình sẽ cứ quay như vậy nè, nó có cái bọt bự nó sẽ bể. Cứ đi từ 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 trong ra ngoài. Bây giờ mình sẽ đập cái khung mình xuống dưới bàn 3 lần nha các bạn, cho nó bể cái bọt bự á, nó nổi lên trên nó bể á. Rồi mình sẽ đem đi nướng, nhiệt độ là nướng đầu tiên là 250 độ cho 60 phút, rồi cái lửa thứ hai là 300 độ ở 25 phút nha các bạn. Rồi khi nướng á, mình lấy cái giấy bạc á các bạn, mình che ở trên á thì cái bánh mình nó đỡ nứt nha, nó không có bị nứt. Đó, mình che như vậy đến còn 5 phút nữa thì mình sẽ lấy cái giấy bạc của mình ra nha. Đó, bây giờ nó mình thả từ trên như vậy nè các bạn, cho nó ra cái hơi nóng á. Mình sẽ lấy cái bánh của mình ra nha, bây giờ nó đang nóng lắm á các bạn. Nó rất là nóng. Giờ mình lấy ra mình bỏ nó ra. Ok, bây giờ mình sẽ lột cái giấy của nó ra nha các bạn, cho nó nguội á. Rồi, trước khi mình cắt á, mình sẽ lột cái giấy của mình ngon chưa? Nó không có bị, các bạn thấy không, nó không có bị thắt eo nè, rồi nó cũng không có bị nứt ha, và nó cũng không có bị lõm nữa nha các bạn, giống như nó bị trũng xuống á. Đó, các bạn thấy cái bánh của mình ngon chưa? Giống như mình nướng lửa cao quá các bạn, thì giống như là ở phần dưới này nè nó chưa có chín, mà cái phần trên mặt á thì nó đã chín rồi, mà khi cái bánh của mình nó nở lên á thì làm bị nứt. Hoặc là thí dụ mà mình để lửa như vậy á, có thể là bánh mình nở nhanh quá thì nó khi nó nguội á nó cũng sẽ bị lõm xuống nha các bạn. Đó, cho các bạn coi, mình cứ nướng hai lửa mà mình nướng từ từ vậy đó thì bánh mình bảo đảm ra là thành công ngon ngon lành nha các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn coi nha. Ok, để cắt cái bánh đó các bạn thì mình hơ cái lửa trên con dao mình á, con dao mình nó bén á thì mình cắt cái bánh á nó sẽ sắc nét hơn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cắt cái bánh ra nha các bạn. Bánh mình đẹp chưa? Đó, bông xốp luôn á các bạn, rất là ngon luôn các bạn. Đó, bạn thấy à, đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ xé ra cho các bạn coi ở bên trong của nó nha. Đó, các bạn thấy không?
Bây giờ mình sẽ ra nha. Bánh của mình nó bông xốp lắm nha các bạn. Đó, nó bông xốp lắm. Các bạn thấy không? Đó, mình bóp cái nó cũng có cái đàn hồi rất là tốt nha. Đó, các bạn thấy nó không có bọt nhiều mà các bạn thấy không? Mình bóp nè. Đó, mình bóp hết sức luôn mà cái nó cũng trở lại đàn hồi trở lại bình thường nha các bạn. Đó, mình bóp nó ở vị trí nào thì nó cũng trở lại bình thường hết. Mình sẽ xé một miếng đó các bạn thấy không? Nó bông xốp lắm nha các bạn. Đó, để mình ăn thử một miếng rồi mình cho các bạn biết coi mình làm như thế nào nha. À, mình mời các bạn nghe. Ngon lắm các bạn ơi. Phải nói là rất rất là ngon. Các bạn biết không, nó không có quá ngọt. Bởi vì mình không có bỏ đường nhiều á, mình không có thích ăn đường nhiều. Mình này nó vừa đối với mình á. Mà nó rất là thơm mùi trứng nha các bạn. Do mình thích cái mùi trứng tượng trưng á, cho nên mình không bỏ qua đi á. Cho nên cái bánh của mình rất là thơm mùi trứng và rất là ngon nữa. Ngon lắm các bạn ơi. Cái bánh của mình á hả, nó vừa xốp nè, mà nó không có bị dai. Nó xốp, nó mềm. Rất rất là ngon. Ngon lắm các bạn. Các bạn á, cứ làm theo cái công thức của mình nè, bảo đảm là các bạn sẽ làm thành công á. Ok, ngon quá. Ok, mình hôm nay á, mình ngon quá các bạn ơi. Bánh mình làm ngon tuyệt vời luôn. Hôm nay á, mình chỉ có chia sẻ có bấy nhiêu thôi nha. Các bạn nào mà có thích cái video này á, thì các bạn cho mình một like nè. Rồi các bạn bấm cái chuông ở dưới màn hình á, có cái chuông á, bạn bấm cái chuông đó đó, để ủng hộ mình, để mình có những cái video khác hay hơn mình sẽ đưa lên, upload lên chia sẻ các bạn nha. Ok, thôi mình tạm dừng đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những cái video kỳ sau nha. Ok, bye bye các bạn.